Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con Nam Mô chư vị Bồ Tát. Con kính lạy chư tiên, chư thánh, chư thần. Con kính lạy cổ thần, thần linh, cổ địa, báo phủ, thần quân, ngũ phương địa mạch, tiếp dẫn phong thần, tiếp dẫn địa thần, tiền chủ, hậu chủ, bà chúa bản thánh, các tiểu phương trong xứ đất. Con kính lạy cửu huyền thất tổ, thất tổ cửu huyền, cao cao tầng tổ khả, cao cao tầng tổ tỷ, thiền khả, thiền tỷ, bá phúc phi lệ, cô di tỷ muội, cộng đồng nội ngoại, gia tiên tiền tổ họ chữ. Con kính lạy tổ 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 cô hoàng hổ mãnh, bá cô ông mãnh dòng họ chữ. Vâng lời cha dặn, con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn, khôn ngoan nhờ phúc ông bà, làm nên phải nhớ phụng thờ tổ tông. Hôm nay ngày 7 tháng 8 năm Mậu Tuất, con là Tử Văn Thắng Nhiên Canh Đinh Mùi, hậu duệ đời thứ 6, chi ba họ Chử, tại thôn Ba Vạn Phúc Thanh Trì Hà Nội, cùng toàn thể đồng gia quyến bản, phúc bá huy đệ, cô di tỉ muội, tử tôn hôn tế, kính cẩn liên trang trước án, thành tâm kính dâng lễ vật, hương hoa hoàn quả, kim ngân tiền vàng, gỗ bàn tạp phạm, trên chay dưới mặn, cầu xin bề trên huyền linh trước án thụ hưởng lễ vật, chất lễ chất bái, chất kêu chất cầu. Chúng con cầu xin gia tiên tiền tổ rằng họ Chỉ phù hộ độ trì, dẫn dắt dạy bảo cho toàn thể con cháu trong họ già được mạnh khỏe, giặt đầu gối sáng con mắt, trẻ được bình an học hành tiến bộ, con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Chúng con cầu xin gia tiên tiền tổ phù hộ độ trì cho toàn thể chúng con, cầu tài, cầu độc đắc lộc, cầu sức khỏe được sức khỏe, để cho toàn bộ dòng họ chúng ta ngày một đông đúc, phú quý, giàu sang, nhà cửa khang trang, phúc đức trường tồn. Chúng con xin hứa luôn ghi lòng tạc dạ công ơn sinh thành dưỡng dục của tổ tiên, giữ vững được đạo, được truyền thống nội ngoại thương yêu, đoàn kết, sống có tôn ti trật tự, trên kính dưới nhường, phát huy được truyền thống vẻ vang, cần cù lao động, siêng năng học tập của cha ông tiền tổ. Toàn thể con cháu trong dòng họ xin được kính cẩn thấu đầu bái tạ. Xin mời các cụ các ông bà dành một phút mặc niệm. Nguyện một phút mặc niệm bắt đầu. Thôi.